Tổng kho đầu tiên xin chào này các bác đam mê săn bẫy trên toàn quốc nha. Hôm nay giới thiệu với bác một cái mẫu quần ủng hàng mới nhất trên thị trường, lần đầu tiên có tại Việt Nam. Hàng này là hàng quần ủng hàng xuất Nhật các bác nhé, hàng Trung xuất Nhật các bạn. Đối với hàng này thì bao chất bao xịn sò cho bác luôn. Toàn bộ của nó này được làm bằng một lớp nhựa PVC này, hàng nhựa cao cấp này, in màu 3D này, hàng bao chất lượng luôn. Và đằng trước của nó nhá sẽ có một cái túi. Cái túi này để khi anh em lội nước, lội ruộng này, hoặc là đi bắt lươn kích cá này, đi vớt bèo này, đi làm đồng làm áng, nói chung làm những nơi có thể là bị ướt này, thì anh em có thể bút điện thoại này, bao thuốc này, bật lửa này, các thứ vào đây thì hàng này thì nó là cực ok rồi. Đấy, túi đằng trước mẫu mới nhất trên thị trường bây giờ. Và hàng này nhá các bác nhé, đối với hàng quần này thì nó sẽ không nặng như tất cả các mọi quần khác, bởi vì quần này độ dày của nó là 0,08, dày hơn tất cả các mặt hàng trên thị trường Việt Nam bây giờ, nhưng mà độ cân nặng của nó nhá thì cực kỳ là nhẹ, các bác biết rồi. Đối với hàng hàng xuất Nhật này thì bên Nhật Bản họ rất chi được kỹ tính, nên là bên Trung làm ra cái sản phẩm này nó là kể cả từ tất cả các thứ vết dọc, đường gân, chỉ, chun, nói chung là đầy đủ, kể cả là ủng. Hàng này thì nó là quá chất lượng rồi. Đây em sẽ quay cái ủng cho các bác xem này. Đế ủng đây, đế ủng rất nhiều ma sát chống trơn trượt này. Và cái rãnh này của nó nhá cực kỳ nông. Tại sao là cái rãnh này làm nông như thế này? Để có tác dụng gì? Khi mình đi vào đất đỏ này, vào bùn này, thì là cái rãnh này nông thì sẽ không bị dắt nhiều bùn vào đây, làm cho chúng ta nặng chân, đi lại rất vất vả. Tại vì làm nông như này thì nó sẽ đi lại thì nó mắc ít bùn hơn và nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Đấy các bác nhìn ma sát của ủng này, hàng cực kỳ đẹp luôn. Hàng ủng này hàng ủng đế kép các bác nhá. Ủng đế kép toàn bộ đế trong này, nhựa chất, nhựa dẻo này các bác này. Nhựa này thì bao dẻo bao chất cho các bác luôn. Đấy, còn về tất cả các đường dập này, đường dập nhiệt này nhá, toàn bộ dập nhiệt là dập nhiệt liền nhá các bác nhá. Đối với những hàng dập nhiệt rồi, có nghĩa là họ ghép từng mảnh vào nhau ấy, thì bên dưới chỗ ghép này người ta thường thường là ghép sẽ ở cái đũng quần này sẽ có một miếng tròn. Miếng tròn đấy là để dán giữa các đường ghép vào nhau, ví dụ là những đường ghép chọc vào nhau như này nó sẽ bị hở chỗ này, thì người ta sẽ dán một miếng tròn vào đấy để nhằm cho không bị nước vào. Còn phần quần này, bên trên cạp chun này của nó là cạp 5 phân và toàn bộ là có lưới thông hơi. Lưới thông hơi này nhá các bác nhá, lưới thông hơi này là lưới hai lớp để khi nhằm cho chúng ta đứng lên ngồi xuống không bị phồng quần này, không bị căng quần. Đây mặt sau của quần đây, em sẽ quay mặt sau của quần cho các bác xem. Mặt sau của quần đây, các bác nhìn thấy đường dập nhiệt của nó. Đây, đây là nối dập nhiệt này. Đấy, giữa hai đường gân nối, ba đường gân nối vào nhau này, không cần phải miếng dán luôn. Hàng này đúng là hàng cao cấp nhất trên thị trường, hàng này hàng xuất Nhật các bác nhé. Hàng này có độ dày là 0,08 mm, hàng cực dày luôn. Ở Việt Nam mình chưa có ai nhà ai làm hàng dày như này nhá. Thì vừa rồi em cũng có lấy được một lô quần ủng này, thì bác nào cần cứ liên hệ em, số điện thoại thì em sẽ để bên dưới video cho bác chủ động liên hệ. Nhà em chuyên cung cấp xỉ lẻ tất cả các dụng cụ săn bẫy, đồ lội nước này, nói chung là đầy đủ cả. Bác nào cần giao lô em, số điện thoại thì em sẽ để bên dưới video cho chủ động liên hệ. Bác nào xem được video nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh của em nhé. Xin chào tất cả các bạn, hẹn các bạn video lần sau.